Không muốn ai biết, cô giấu chồng và nhà chồng suốt 6 năm, lúc đầu ai cũng tưởng cô là gái còn trinh nguyên, gả tới Hàn Quốc, ai mà ngờ khi con dâu còn ở quê hương Việt Nam, thực sự đã kết hôn, và sinh ra một đứa con. Đứa trẻ này năm nay đã 14 tuổi, trước đây con dâu đã nói với bố mẹ chồng, đây là con của chị gái cô, không ngờ cuối cùng lại là con ruột của cô, như sét đánh ngang tai. Bố mẹ chồng và chồng cô có thể đón nhận tin này không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình này? Chúng ta hãy xem tiếp video. Đây là Yeo Gan Kangwon-do, Hàn Quốc, con trai của mẹ chồng mở xưởng sản xuất than ở làng. Khi con dâu không bận, sẽ đến đây để giúp đỡ chồng. Hôm nay mẹ chồng cũng tới đây, bà hết lời khen ngợi cô con dâu Việt Nam này, đã hoàn thành công việc xuất sắc. Một miếng than nặng 3,6 cân, ba cái là 10,5, nó vẫn còn hơi nặng đối với phụ nữ, nhưng con dâu đã làm rất tốt. Gần đây đang trái mùa, gia đình phải tìm kiếm khách hàng khắp nơi, nếu không hàng hóa sẽ bị dư thừa. Con dâu 32 tuổi vừa chăm chỉ vừa có năng lực, không chỉ có mẹ chồng thích cô, mọi người trong làng cũng rất quý mến cô. Mẹ chồng chăm sóc con dâu như con gái, con dâu đương nhiên coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Mẹ chồng và con dâu có mối quan hệ rất tốt. Nơi con dâu sống, cách nhà bố mẹ chồng 5 phút đi đường. Người đàn ông này là chồng của cô, năm nay 40 tuổi. Cô bé này là con của hai vợ chồng. Chồng của con dâu đã từng có gia đình, và anh cùng vợ cũng sinh được hai đứa con. Sau khi ly hôn, hai đứa con đều được chồng nuôi dưỡng. Trước hôn nhân, chồng tâm sự với vợ Việt mọi chuyện về hoàn cảnh của mình, không giấu cô điều gì. Hai đứa con của vợ cũ giờ đã lớn, vì thế mối quan hệ giữa con dâu và hai con không tốt, nhưng bố mẹ chồng lại rất tốt với con dâu. Vì chồng tưởng mình sắp lấy vợ lần thứ hai, bản thân đèo bồng hai đứa trẻ, thấy tiếc cho người vợ hiện tại của mình. Bố chồng và mẹ chồng cũng vậy, cảm thấy rất mắc nợ con dâu hiện tại, vì thế ngày thường rất tốt với cô. Trong nhà kính, bố chồng 73 tuổi đang bắt gà, người vợ đang giúp bố chồng. Sau bao nỗ lực, bố chồng đã bắt được một con gà. Hôm nay ông muốn cải thiện bữa ăn cho gia đình mình. Con trai và con gái riêng lớn tuổi hơn, là đứa con do người vợ đầu tiên của người chồng sinh ra. Chị gái năm nay 17 tuổi, em trai năm nay 12 tuổi, hai đứa con đi học nội trú, vậy nên họ đã không gặp nhau một thời gian rồi. Bố chồng bắt gà chủ yếu cho hai anh em. Sắc mặt mẹ chồng trông không được tốt lắm, bà cảm thấy buồn vì con dâu không thể hòa hợp với hai đứa trẻ này. Mẹ chồng bảo con dâu giao tiếp nhiều hơn với các cháu, suy cho cùng giờ đây cô đã là mẹ trên danh nghĩa của chúng, hỏi bọn trẻ xem chúng học hành thế nào, quan tâm đến chúng, nhưng con dâu lại nói khó làm được. Chồng còn nói cô nói chuyện với con, nhưng con dâu cũng từ chối. Cô đứng dậy đi vào bếp, mỗi khi con chồng của vợ cũ sang ăn tối, một khuôn mặt sẽ xuất hiện trong tâm trí cô, đó là con trai cô ở lại Việt Nam. Con dâu lấy chồng ở Việt Nam khi mới 18 tuổi, khi đứa con được 6 tháng tuổi, chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn, cậu bé này là đứa con bị con dâu bỏ lại ở Việt Nam, năm nay cậu 14 tuổi. Khi cô quyết định kết hôn với người chồng hiện tại, bà mối yêu cầu cô không được nói rằng cô đã có gia đình và có con, nếu không mọi người sẽ không chấp nhận cô. Thế là cô bảo bố mẹ chồng và chồng là mình chưa lập gia đình, con càng ngày càng lớn, những đứa trẻ khác được đi cùng với bố mẹ, còn con cô phải ăn một mình ở nhà, đi học một mình. Người vợ cảm thấy đứa con thật đáng thương, rất thương tiếc cậu bé. Sự tồn tại của đứa con trai này đối với gia đình này bây giờ đó là bí mật. Con dâu không nói sự thật với họ, mà nói đứa trẻ đó là con của chị mình, là cháu trai mình. Vì bố mẹ chồng cảm thấy họ nợ cô con dâu này rất nhiều, nên rất tốt với cô. Những đứa con bị vợ cũ của chồng bỏ rơi, suy cho cùng cũng không phải là con ruột của con dâu. Vì vậy cô chưa bao giờ chấp nhận hai đứa con lớn này. Mối quan hệ giữa ba người họ không tốt lắm. Mẹ chồng luôn mong con dâu sẽ đối xử tốt với hai đứa trẻ này, dù không có quan hệ huyết thống, vì dù sao hiện tại con dâu cũng là mẹ của chúng. Điều này không thể thay đổi. Bố mẹ chồng cảm thấy nợ con dâu rất nhiều, vì vậy không yêu cầu quá nhiều điều gì. Nếu bố mẹ chồng biết được bí mật của con dâu, liệu họ có còn yêu con dâu nhiều như vậy không? Hãy nhìn xem, con dâu kể bí mật cho chồng, rằng cô còn có một cậu con trai 14 tuổi ở quê Việt Nam. Lúc đầu chồng tưởng vợ nói đùa, bởi vì trong 6 năm, người vợ cứ nói đứa trẻ là cháu của cô, là con của chị cả. Vậy mà giờ cậu bé lại thành con ruột của cô. Nhưng sau cú sốc, người chồng bình tĩnh đón nhận cậu bé, vì anh yêu người vợ Việt Nam này sâu đậm. Chỗ bố mẹ chồng còn bị giữ kín, người chồng bảo vợ nói thật với bố mẹ, không thể lừa dối được nữa. Nhưng cô không biết bố mẹ chồng có thể chấp nhận được sự thật này không. Vậy là con dâu đưa bố mẹ chồng sang Việt Nam giải quyết vấn đề này, tất nhiên là phải mua một ít quà khi về nhà bố mẹ ruột. Sau đó họ tới cửa hàng quần áo, mẹ chồng tò mò hỏi con dâu muốn mua quần áo cho ai. Con dâu bảo mẹ chồng con trai của chị gái cần mua quần áo vì cậu bé là cháu của con dâu mình. Mẹ chồng dặn cô đừng tiếc khi mua đồ đắt tiền, đây chính xác là điều con dâu mong muốn, chỉ là không biết sau khi mẹ chồng biết đó là con ruột của con dâu liệu sẽ có phản ứng gì. Sau khi mua quà, con dâu đưa bố mẹ chồng sang Việt Nam, đây là lần đầu tiên bố mẹ chồng đến đây, họ cảm thấy khá tốt. Con dâu rất biết ơn bố mẹ chồng vì đã chăm sóc mình, nhưng ý nghĩ tiết lộ sự tồn tại của con trai khiến tâm trạng của cô trở nên rất nặng nề. Cô không biết bố mẹ chồng có thể chấp nhận sự thật này không. Càng đến gần nhà hơn, con dâu càng vui vẻ, cô đã không gặp con trai ruột của mình trong nhiều năm. Mẹ cô và con trai cô sống trong nhà này, ngôi nhà mới được xây dựng, nguồn vốn đến từ gia đình mẹ chồng cô. Đây là mẹ của đàn gái, bà năm nay 61 tuổi. Khi họ ngồi xuống nghỉ ngơi, một cậu trai chợt bước vào. Con trai của con dâu đã có mặt, hiện tại danh tính của cậu bé vẫn chưa được tiết lộ. Cậu bé vào vai cháu trai của con dâu, con dâu kêu cậu bé chào ông bà. Trong mắt đứa trẻ này lóe sáng, rất năng động, năm nay 14 tuổi. Ông bố chồng quan tâm hỏi cậu bé xem mẹ cậu đã đi đâu, chắc là cậu nhớ mẹ nhiều lắm. Đây là một câu hỏi đáng xấu hổ. Con dâu nói đứa trẻ này trông rất giống cô, làm cậu bé ngượng ngùng một chút. Sau đó cậu bé em gái mình lên, đây là một gia đình, con dâu rất vui vì con mình đã lớn, nhưng bản thân lại không đồng hành cùng con, ngay cả bây giờ cũng không thể để cậu gọi bản thân là mẹ, chỉ có thể gọi là dì. Đây thực sự là một điều khó chịu, một lời nói dối dẫn đến một lời nói dối khác, người nói dối cũng cảm thấy tồi tệ.
phòng mà mẹ ruột chuẩn bị cho, bố mẹ chồng rất đẹp, trang trí như phòng cưới, đường dài mệt mỏi, con dâu khuyên bố mẹ chồng nghỉ ngơi sớm, rồi con dâu vào phòng con trai, cô nhớ con mình rất nhiều, bộ đồ mới này là món quà cô mang về từ Hàn Quốc, con dâu mặc cho con, khi cô kết hôn với người chồng Hàn Quốc của mình, đứa con trai này mới 9 tuổi, những năm sau đó, họ chưa từng gặp lại nhau, điều có thể làm nhiều nhất là xem ảnh và video, người mẹ muốn chăm sóc con nhưng không thể, hôm nay đứa trẻ ở bên cạnh mình. Cô muốn nhìn kỹ con hơn, đồng hành cùng con, với một đứa trẻ, sự xuất hiện của mẹ là món quà tuyệt vời nhất. Sao cậu có thể không nhớ mẹ mình được? Điều đau đớn nhất là, mẹ rõ ràng đang ở bên cạnh, nhưng không được gọi mẹ là mẹ, chỉ có thể gọi là gì? Con trai nói mình sẽ học hành chăm chỉ, trở thành một người có ích, mẹ nói rằng sau này cô sẽ ở bên cậu. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ và con trai. Chỉ là, liệu bố mẹ chồng có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ này không? Một ngày mới bắt đầu, trời vẫn còn tối, mẹ ruột đã dậy, bà đi bán mía, đó là nguồn thu nhập của bà. Sau bình minh, bố chồng cũng bận rộn, ông sắp sửa lại nội thất nhà bếp cho bà xui. Màu đỏ là màu của lễ hội, thế nên bố chồng đã sơn nó màu đỏ. Sau đó con dâu theo bố mẹ chồng ghé thăm mẹ ruột. Mẹ cô đang bán hàng ở chợ, đây là nơi mẹ cô bán hàng. Ngày hôm nay không bán được nhiều mía, buôn bán không được tốt lắm. Sau đó mẹ chồng và con dâu bắt đầu bán mía phụ, còn do có camera bên cạnh nên việc buôn bán ngay lập tức tốt lên. Đột nhiên mây tụ lại, trời muốn mưa, mẹ ruột nhanh tay thu dọn đồ đạc. Đó là tất cả công việc buôn bán của ngày hôm nay, hãy tiếp tục đón xem. Con dâu muốn kể với bố mẹ chồng về việc có con, nhưng cô không biết nói sao. Cô đã lừa dối bọn họ, 6 năm trời, bố mẹ chồng luôn coi cô như con gái của họ, nhưng cô thực sự đã nói dối họ. Con dâu, nấu canh kim chi và kim chi mà bố mẹ chồng yêu thích, mẹ chồng bảo cháu của con dâu ăn mạnh lên, bà vẫn chưa biết, đứa trẻ này là con ruột của con dâu. Cậu bé mỉm cười nhìn mẹ, mặc dù cậu chưa thể gọi bằng mẹ, vẫn gọi là gì, nhưng cậu rất hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh. Con dâu cảm thấy thật tệ khi giữ sự thật trong lòng, cô rất muốn nói với bố mẹ chồng, nhưng vẫn không thể nói được, vì thế mà buồn bã khóc, bởi vì cô không biết, sau khi bố mẹ chồng biết được sự thật thì họ sẽ có phản ứng gì, vẫn có thể chấp nhận cô làm con dâu của họ chứ. Mẹ ruột xấu hổ vì hành vi của con gái, bố mẹ chồng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, họ cũng lo lắng cho con dâu, chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra, giữa sự thật đau đớn và lời nói dối ngọt ngào, cuối cùng con dâu sẽ chọn gì? Buổi tối con dâu tới phòng mẹ ruột, kể với mẹ ruột những rắc rối của mình, rằng chuyện đã từng kết hôn và có con, có nên nói với bố mẹ chồng hay không? Cô hỏi ý kiến mẹ ruột khuyên cô nói sự thật, vì con trẻ ngày càng lớn, không thể vờ như không quen suốt đời, một ngày nào đó bố mẹ chồng cũng sẽ biết được sự thật, đã giấu giếm suốt 5 năm, nếu cứ giấu giếm khi bố mẹ chồng phát hiện thì càng khó chấp nhận, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ở bên cô, thế là con dâu đã quyết định, ngày mai sẽ nói sự thật cho bố mẹ chồng. Một ngày mới bắt đầu, mẹ chồng và con dâu nấu món Hàn cho nhà xui ra, sau bữa tối cả nhà đi du lịch, phong cảnh ở đây thật đẹp, bố mẹ chồng mang tâm trạng vui vẻ, chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi, con dâu gọi bố mẹ chồng ra ngoài một chuyến. Cô muốn nói sự thật, cô luôn là cô con dâu đáng tự hào của bố mẹ chồng. Thế là mẹ chồng chỉ bảo cô có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Cô con dâu do dự một lúc mới lên tiếng. Cô đã nói dối bố mẹ chồng một chuyện, đứa trẻ ở nhà mẹ ruột, không phải cháu trai của cô, mà là con ruột của cô. Bố mẹ chồng rất ngạc nhiên khi biết tin, họ không thể chấp nhận sự thật này. Con dâu từng nói chưa lấy chồng trước khi gả tới Hàn Quốc, bây giờ lại lòi ra đã lập gia đình và có một đứa con. Làm thế nào để chấp nhận điều này? Không ai có thể chấp nhận nó ngay lập tức. Mẹ chồng thắc mắc tại sao con dâu lại lừa dối họ. Con dâu đã nói sự thật, bà mối không cho cô nói ra, sợ không ai chấp nhận mình, thế nên cô mới nói mình là gái còn trong trắng. Mẹ chồng cảm thấy bị phản bội, không phải là bà không thể chấp nhận đứa trẻ đó, mà là không thể chấp nhận bị lừa dối. Thế là mẹ chồng buồn bã đứng dậy bỏ đi, bố chồng cũng đi theo. Họ không hỏi và chẳng lắng nghe nữa. Đối với mẹ chồng vẫn luôn dịu dàng, cú sốc lần này lớn hơn dự đoán. Sau khi bố mẹ chồng về họ uống trà để giải tỏa nỗi lo, cảm thấy rất chán nản. Họ luôn cảm thấy mình mắc nợ con dâu, bởi vì con trai đã kết hôn lần thứ hai, ngoài ra còn có hai đứa con do vợ cũ để lại, vì vậy luôn đối xử thật tốt với cô con dâu này. Ai ngờ con dâu cũng lấy chồng lần thứ hai, và còn nói dối họ lâu như thế. Hôm nay lại là một ngày mới, con dâu đã làm bữa sáng, nhưng không ai ăn. Cô hối hận vì đã nói ra sự thật, mẹ chồng vẫn không thể chấp nhận, con dâu lừa dối họ suốt 6 năm, vô cùng đau lòng. Bố chồng có vẻ đỡ hơn, họ có thể làm gì khi gặp trường hợp này đây? Có nên bảo chúng ly hôn không? Bố chồng thuyết phục mẹ chồng, con trai của con dâu mang cơm sáng cho mẹ chồng, cậu bưng lên cho mẹ chồng ăn. Đứa trẻ này thực sự rất đáng thương, vừa mới được 6 tháng tuổi, cha ruột đã qua đời. Khi 9 tuổi mẹ lại tái hôn và chuyển đến Hàn Quốc, cậu còn không thể gọi mẹ là mẹ mà chỉ có thể gọi là gì? Cậu bé đã sống một mình trong suốt vài năm qua mà không có sự chăm sóc của mẹ. Mẹ chồng nhìn đứa trẻ này thật đáng thương, lòng chắc ẩn trỗi dậy. Bà nói với con dâu của mình, đứa trẻ này cũng là cháu trai của bà đã chấp nhận cậu bé. Con dâu ôm mẹ chồng vui mừng, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Con dâu hứa với mẹ chồng, sau khi trở về Hàn Quốc, sẽ chăm sóc thật tốt con vợ cũ của chồng, chính là hai đứa trẻ bị bỏ lại kia, bởi vì trước đây, cô không chăm sóc nhiều cho hai đứa trẻ này. Khi quay lại Hàn Quốc, dù cậu con trai này được bố mẹ chồng công nhận, nhưng cô không thể mang theo cậu đến Hàn Quốc, dù chẳng biết lần sau gặp nhau sẽ là khi nào, nhưng cuối cùng cũng không cần phải giấu.